Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng Chôn Đất của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: hiệu quả liên kết trồng ngô dày sinh khối làm thức ăn chăn nuôi ở xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa; biện pháp chăm sóc phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong vụ đông xuân. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kể từ khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi từ ngày 23 tháng 2 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 1,2 triệu con lợn được tiêu thụ có kiểm soát. Để kiểm soát số lượng lợn được tiêu thụ, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan và chính quyền các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó chú trọng đến khâu kiểm soát số lượng lợn đến tuổi xuất chuồng, đưa đi tiêu thụ và kiểm soát giết mổ. Đồng thời, phối hợp với hệ thống thú y lấy trên 2.700 mẫu giám sát, chứng minh sạch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn đến tuổi xuất chuồng để phục vụ kiểm soát giết mổ, tiêu thụ. Vận chuyển và hỗ trợ 230.642 con lợn xuất ra khỏi địa bàn tỉnh. Theo thông báo chính thức của Bộ Công Thương, giá các sản phẩm thịt lợn đang ở mức rất cao. Cụ thể, giá lợn hơi hiện ở mức từ 80 đến 90.000 đồng một kg, tăng 10.000 đồng một kg so với tuần trước. Giá thịt lợn thành phẩm ở mức 160 đến 180 đồng một kg, tăng 15.000 đồng đến 20.000 đồng một kg so với tuần đầu tháng 12 năm 2019. Bộ Công Thương nhận định do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi bùng phát nên nhiều địa phương không thể tái đàn ở vùng dịch, ảnh hưởng nguồn cung. Việc kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lưu thông giữa các địa phương đã làm mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá tăng, ảnh hưởng chung tới thị trường. Đặc biệt nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng, trong khi đó một bộ phận người chăn nuôi và nhà sản xuất giữ hàng lại chưa bán, chờ giá tăng cao hơn. Đến nay, vùng mía đường Lam Sơn đã phát triển liên kết được 20 hợp tác xã trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Yên Định. Tổng số diện tích mía niên vụ 2019-2020 của 20 hợp tác xã là 2.780 ha, chiếm 38% tổng diện tích toàn vùng mía. Dự kiến tổng sản lượng niên vụ mía 2019-2020 đạt khoảng 190.000 đến 200.000 tấn, với năng suất bình quân đạt từ 72 tấn một ha trở lên. Theo kế hoạch, đến niên vụ 2021-2022, vùng mía Lam Sơn sẽ có 40 hợp tác xã, đồng thời xây dựng ổn định vùng mía thâm canh cao, chất lượng tốt, điển hình của cả nước với diện tích từ 7.000 đến 8.000 ha, năng suất từ 80 đến 100 tấn một ha và chất lượng từ 12 CCS trở lên. Để đạt được mục tiêu này, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đang tiếp tục chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tập huấn cho các hợp tác xã áp dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất từ khâu chọn giống, trồng đến chăm sóc, đảm bảo năng suất, chất lượng vùng mía thâm canh. Những năm gần đây, xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích người dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình trang trại cá lúa, vịt, trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa tập trung chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích lúa kém hiệu quả, chuyển sang các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao. Đến nay, xã đã chuyển đổi được trên 40 ha đất lúa kém hiệu quả để xây dựng 6 trang trại nuôi trồng thủy sản, lúa, cá, vịt kết hợp trồng cây ăn quả. Hàng năm từ mô hình trang trại, các hộ có thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng. Vườn cam 2.000 gốc được chủ vườn mắc màn cho từng cây cam không chỉ làm người dân địa phương hết sức tò mò, mà còn thu hút nhiều thương lái đến đặt mua với giá rất cao. Đó là vườn cam của gia đình ông Đinh Văn Oánh ở đồi Khe Mây, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi cây cam được ông Oánh mắc cho một chiếc màn với giá 150.000 đồng. Vào thời gian đậu quả, những quả cam này sẽ ngủ trong màn để tránh sâu bọ, đục khoét. Ban đêm, vườn cam được bật điện sáng để chống bướm đêm. Do vậy, vườn cam này không cần phải sử dụng các loại hóa chất độc hại để phòng trừ sâu bệnh. Nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây cam cũng được ông Oánh tận dụng từ mùn tro, phân gà ủ lên men, phân bò và chế phẩm Trichoderma ủ hoai mục, cung cấp dinh dưỡng và cải tạo đất. Mặc dù bán đắt gấp 3 lần so với giá của các loại cam khác, nhưng thương lái vẫn đến đặt mua hết bởi chất lượng thơm ngon và an toàn. Với 2.000 cây cam, quân bình mỗi năm gia đình ông Oánh có doanh thu trên 6 tỷ đồng. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch chuyển đổi diện tích trồng ngô thương phẩm kém hiệu quả sang trồng ngô dày sinh khối làm thức ăn chăn nuôi. Bước đầu, việc chuyển đổi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1 đến 1,5 lần so với sản xuất ngô truyền thống như trước. Nếu như vụ hè thu năm 2019, trên diện tích 6 sào trồng ngô thương phẩm truyền thống, gia đình bà Lê Thị Độ, thôn Thống Nhất, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa có lãi trên 350 triệu đồng một sào một vụ. Nhưng vụ đông xuân năm 2019, khi bà chuyển 6 sào ngô thương phẩm sang sản xuất ngô dày sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, trên một sào bà thu lãi 1 triệu đồng, cao hơn 650.000 đồng so với trồng ngô thương phẩm như vụ trước. Thì chúng tôi sẽ khắc phục và sẽ áp dụng vào những các cái khoa học kỹ thuật mà chúng tôi đã được đi tập huấn và được cái bơm thuốc sâu theo định kỳ, là chúng tôi sẽ khắc phục để làm tốt hơn của cái vụ đông năm nay. Và cái sâu thì chúng tôi phải thường xuyên là thăm đồng, khi phát hiện được sâu mới từ 4 đến 5 lá thì là ta sẽ bơm cái thuốc sâu đợt 1 là sẽ có hiệu quả cao và đỡ cái công để đi phun và hắn không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Vụ đông năm 2019, thực hiện định hướng của Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Thịnh đã liên kết với công ty bò sữa Vinamilk, nông trường Thống Nhất, công ty bò sữa Vinamilk, Sao Vàng, sản xuất cây ngô dày sinh khối. Toàn xã đã chuyển đổi được hơn 90 hectare trồng ngô thương phẩm truyền thống trên đất bãi để sản xuất ngô dày. Với ưu điểm như khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết, chịu hạn, chống chịu sâu bệnh cao, thời gian sinh trưởng ngắn, nên bà con có thể sản xuất ngô dày sinh khối được 3 vụ một năm, lợi nhuận cao gấp đôi so với trồng ngô thương phẩm truyền thống. Đặc biệt, sản phẩm từ cây ngô dày được công ty thu mua toàn bộ. Đối với cây ngô dày so sánh với cây ngô thương phẩm, ngô truyền thống ấy, thì mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn, đấy, giảm cái sức cái đầu tư chi phí cũng như cái sức lao động cho bà con nông dân. Thì trong cái mô hình này ấy, thì cũng đã bước đầu thì cũng đã được nhân dân đánh giá rất cao, và đặc biệt là phòng nông nghiệp, ủy ban nhân huyện cũng đã đánh giá cái việc đấy là sẽ có thể phát triển rộng hơn. Với ưu điểm vượt trội về năng suất, có giá trị hàng hóa cao, việc phát triển cây ngô dày sinh khối được coi là mô hình sản xuất mới hiệu quả để xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa tiếp tục liên kết với các công ty bò sữa, quy hoạch chuyển đổi diện tích sản xuất lúa ngô kém hiệu quả sang trồng ngô dày sinh khối ở vụ tiếp theo. Thưa quý vị, thưa bà con và các bạn, khi nhiệt độ xuống thấp, sức đề kháng đàn vật nuôi sẽ giảm, dễ phát sinh dịch bệnh. Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thời tiết mùa đông gây ra đối với đàn vật nuôi, ông Lê Sĩ Thành, trưởng phòng khuyến nông chăn nuôi, Trung tâm khuyến nông Thanh Hóa sẽ hướng dẫn bà con biện pháp chăm sóc phòng chống dịch bệnh như sau. Cái thứ nhất là chúng ta phải thực hiện tốt cái biện pháp giữ ấm cho đàn vật nuôi. Để làm tốt biện pháp này thì bà con cần thứ nhất là che chắn lại cái chuồng trại, đặc biệt vào những ngày mà có gió mùa đông bắc, cũng như và thứ hai đó là bổ sung cái rơm chấu cái đệm lót chuồng để làm đi đệm lót chuồng giữ ấm cho đàn vật nuôi. Điều này đặc biệt lưu ý với cái đàn vật nuôi theo mẹ cũng như là đàn gia cầm cái giai đoạn nuôi úm. Ngoài cái việc sử dụng cái đệm lót chuồng che chắn chuồng trại thì chúng ta phải sử dụng cái bóng điện đốt than đốt củi để giữ ấm cho đàn vật nuôi. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải thực hiện tốt cái biện pháp, tức là sử dụng cái thức ăn, nước uống đảm bảo hợp vệ sinh, không bị nhiễm khuẩn, không cho ăn thức ăn bị ôi mốc và tránh sự thay đổi thức ăn đột ngột. Thứ ba là chúng ta phải thực hiện tốt cái biện pháp phòng bệnh, tức là chúng ta chủ động sử dụng vaccine để phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Thì đối với đàn châu bò thì chúng ta sử dụng vaccine lở mồm long móng và tụ huyết trùng. Đối với đàn lợn thì chúng ta sử dụng vaccine tiêm phòng 4 bệnh đỏ. Ngoài 4 bệnh đỏ chúng ta tiêm phòng cái bệnh lở mồm long móng, bệnh tai xanh, để phòng các cái bệnh xuyến lợn, rồi bệnh E. coli trên đàn lợn con. Đối với đàn gia cầm thì chúng ta tiêm phòng bệnh Gumboro, bệnh Newcastle, để phòng các cái bệnh như là hen, gà, bệnh cầu trùng, bệnh ký trùng đường máu. Vấn đề thứ tư là chúng ta phải thường xuyên sử dụng thuốc sát trùng để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, lối đi lại cũng như khu vực xung quanh để tiêu diệt và hạn chế mầm bệnh cũng như là hạn chế các cái vật chủ trung gian truyền bệnh. Vấn đề thứ năm là tăng cường cái biện pháp theo dõi cái đàn vật nuôi để phát hiện các cái trường hợp bất thường để có đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời. Bản tin vàng cho đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai.
Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa.